Chào các cô, các chú, các anh chị. Hôm nay lên cho mọi người con xe Pina S14. Con này build cho một anh trai ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Thì tổng thiệt hại vào hơn 40 củ một chút. Thì khách hàng đi thích ráp đồ tay ngang, Pina Zolo nhưng lại thích tay ngang, nên em ráp tay ngang cho khách hàng. Thì chưa biết khách hàng chiều cao thích đi đông cao bao nhiêu, nên em cũng vẫn để một vài cái ring ở đây cho nó cao lên tí, cho khách hàng sau này thích nó thấp thì hạ đầu nó dễ hơn. Chứ bây giờ em hạ thấp luôn thì khách hàng sẽ không thể nâng cao được. Thì con này khách hàng mua tặng vợ rất là đẹp luôn, màu trắng ngọc trinh, nó là siêu đẹp luôn anh em ạ. Và con này thì em lên cho khách là full group Shimano 105, nó là tay ngang nên em lên tay bấm xả là RS700, tay là 2x11, phanh dầu là UR600 nhá. Con này là phanh đĩa dầu chứ không phải phanh đĩa cơ, chuyên cho xe đồng xe đua. Bánh thì em lên cho khách là vành Bon Chaser Evolus 5. Con vành này thì em mua được của Đài Loan nhá, vành chính hãng xả ra và với bưu đại đùm, đùm rất là đẹp, đùm xịn nhá, ngon. Đùm này thì không phải của hãng Bon Chaser đâu. Đó, lốp thì lên lốp Continental Gato Skin. Đĩ đĩa 105R7000. Gạt đĩa 105R7000. Bù đề 105R7000. Lip stick đều là 105 luôn. Em lên thử quay thử cho anh em xem con bánh này nghe nào. Con bánh này thì bao ngon bao chớn mà giá tiền này rất là hợp lý luôn. Con bánh này thì bình thường anh em đi mua mấy cái bánh của Trung Quốc, copy ấy, thì nó có vẻ tầm 10 đến 11 triệu, mà con bánh này thì giá thật bao ngon luôn mà giá có 11 triệu. Bao chớn, bao cứng, bao ngon, giá rất là hợp lý luôn. Và con bánh này thì em bán rất là nhiều rồi. Chưa một anh em nào năn tăn về cái chất lượng của bánh cả. Đấy, đùm cối nổ anh em đấy nào, đứt tai luôn, siêu đứt tai mà rất là chớn luôn. Yên lên cho khách là yên carbon 3D, yên này của Datsun, yên này thì khá là ngon, em bán rất là nhiều mà ngồi rất là êm, rất là xịn luôn nhá. Đấy, rất là sướng luôn. Đấy, rất là đã luôn, bởi vì form yên này nó thiết kế như ôm theo mông, vì vậy rất là đã. Anh em nào có nhu cầu mua xe đạp mà đua là như tay ngang hay tay cong, em đều có thể đưa theo yêu cầu mọi người được. Con này thì trước mắt để lên như này và hơn 40 củ một xíu. Toàn bộ dàn đầu đấy là dàn đầu điện của carbon nha anh em, thấy không? Dàn đầu điện carbon và van tay, chứ không phải là nên, nếu mà lên dàn đầu nhôm thì nó sẽ rẻ hơn nhiều, tùy theo xe rức mà, tùy theo cái cấu hình của mình lên ra sao, mình yêu cầu như nào thì giá tiền nó sẽ theo như thế. Anh em nào có nhu cầu view xe, giá xe thì em luôn phải được bạn. Cảm ơn các bạn.